Ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mở đầu bản tin. Thưa quý vị, một vụ cháy thương tâm vừa xảy ra rạng sáng nay 6 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu, khiến hai cháu gái tử vong. Công an thành phố Vũng Tàu hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ việc. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng 6 tháng 11, người dân phát hiện căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu bốc cháy nên hô hoán cùng nhau dập lửa và cấp báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp các đơn vị điều động xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Người dân địa phương cho biết thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một bà cụ lớn tuổi, hai phụ nữ cùng 4 cháu nhỏ. Tuy nhiên, hai cháu gái 10 tuổi và 16 tuổi bị mắc kẹt bên trong và bị lửa thiêu tử vong. Thưa quý vị, 20 trẻ em của một trường mầm non tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Sau khi thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu, hiện sức khỏe của các cháu cơ bản ổn định. Theo trường mầm non Giang Ma, gần 9 giờ ngày 5 tháng 11, cô giáo phụ trách lớp mầm non 25-36 tháng tuổi phát hiện một số trẻ đang cầm trên tay viên thuốc diệt chuột. Do nghi ngờ các trẻ có thể đã ăn nhầm thuốc, giáo viên đã đưa các em xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để được theo dõi điều trị. Sau khi tiếp nhận các em, bệnh viện đã tiến hành các bước cấp cứu, xét nghiệm. Qua thăm khám và cấp cứu, có 2 trên 20 trẻ có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nghi là đã ăn thuốc diệt chuột. Các trẻ khác có biểu hiện bình thường và vẫn đang theo dõi. Được biết, số thuốc diệt chuột trên do một cô giáo của trường đặt mua trên mạng, chiều ngày 4 tháng 11 đã bốc để sử dụng diệt chuột tại kho của nhà trường. Kho này có thông với lớp trẻ 25-36 tháng tuổi và lớp 5-6 tuổi. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, giáo viên trên quên không thông báo cho giáo viên các lớp học nên đã dẫn tới sự việc trên. Nỗ lực cứu một học sinh bị đuối nước, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Bình bị kiệt sức và không may bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Sáng nay 6 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người đàn ông cách vị trí gặp nạn khoảng 50 mét. Chiều 5 tháng 11, một em học sinh lớp 5 trường tiểu học Xuân Mai đi qua vùng nước ngập ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa thì bị nước lũ cuốn. Thấy tình hình nguy cấp, ông Cao Văn Cường nhảy xuống nước ứng cứu và cứu được em học sinh. Nhưng không may, ông lại bị nước cuốn mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng người dân trên địa bàn nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm. Đến sáng nay, 6 tháng 11, thi thể ông đã được tìm thấy. Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy với tốc độ cao ngày càng nhức nhối tại nhiều địa phương. Để ngăn chặn các hành vi này, dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Công an soạn thảo có đề xuất một số trường hợp sẽ bị tịch thu xe máy, đồng thời tăng chế tài phạt nặng những người giao xe cho những đối tượng này. 21 giờ, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số 6, Công an Hà Nội tỏa ra trên khắp các tuyến đường trên địa bàn. Liên tiếp nhiều đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bấm còi, rú ga liên tục bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý. Có suy nghĩ em bồng bột một lúc thôi nên là em cảm thấy biết lỗi và em nghĩ là mình chắc chắn là không nên để xảy ra trường hợp như này nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 30 thanh thiếu niên cùng hơn 20 xe máy vi phạm đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ. Hầu hết trong số này đều còn rất trẻ và đều biết các hành vi đó là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn đua đòi thể hiện, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Tất cả các thanh thiếu niên đều chủ quan với cái hành động của mình. Biết việc không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng ra hàng ngang hàng ba là nguy hiểm, nhưng vì rất là nhiều người tuổi còn trẻ nhận thức còn kém nên là vẫn cố tình vi phạm. Thực tế, việc truy đuổi và xử phạt những nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe trái phép không hề dễ dàng. Các đối tượng thường đi theo nhóm đông, sẵn sàng phóng nhanh hoặc tông thẳng xe vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Trước thực trạng trên, mới đây Bộ Công an đề xuất được áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện đối với các hành vi vi phạm như buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy.
Việc tạm giữ thì nó không đạt hiệu quả mà thậm chí gây lãng phí. Cho nên câu chuyện là tịch thu, khi tịch thu đó thì có thể xung công quỹ, có thể là phát mại, thì cái việc đó thủ tục nó sẽ nhanh, tránh trường hợp là phải có những bãi tạm giữ để mưa nắng rất là nhiều thời gian như vậy, nó sẽ không hiệu quả. Chúng ta phối hợp về mặt lực lượng chức năng, rồi phối hợp kể cả vấn đề dùng công nghệ giám sát và nhiều yếu tố khác đấy, rồi phối hợp với các tổ dân phố, rồi tất cả các cái địa phương, các đoàn thể thì cùng tham gia vào. Nếu chúng ta có giải pháp tận gốc để chúng ta xử lý, song song với giải pháp chúng ta ngăn chặn thông qua xử phạt và các giải pháp khác, thì tôi nghĩ rằng cái nạn giấy phép từng bước sẽ được đẩy lùi. Bộ Công an cũng đề nghị tăng nặng mức phạt với người giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe, có thể khởi tố hình sự người giao xe nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay ngày 6 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư công. Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, hơn 100 ý kiến thảo luận ở tổ đều nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đánh giá cao dự án luật đầu tư công sửa đổi trình tại kỳ họp lần này đã hiện thực hóa được những chủ trương tại hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao cho địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Cũng theo các đại biểu, dự thảo luật đã nghiên cứu tháo gỡ được những vấn đề lâu nay đang vướng mắc trong thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư công từ các quy định của luật đầu tư công hiện hành hoặc do việc quy định tạo ra cách hiểu, cách tiếp cận khác nhau trong tổ chức triển khai thực hiện luật để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư công. Cơ bản tán thành 5 nhóm nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong dự án luật, trong đó có các quy định mới góp phần rút ngắn thời gian triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng quy định về quy trình thủ tục cần phải được nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện dự án. Về đối tượng đầu tư công, đại biểu đề nghị chính phủ cần nghiên cứu có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục chặt chẽ để tránh việc lạm dụng, làm sai với mục tiêu và phạm vi dự án. Nhiều ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, phân cấp phê duyệt chủ trương đầu tư theo từng nhóm, loại dự án cho chính quyền địa phương để các chương trình, dự án được triển khai kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Nhiều đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung các chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các khâu trong thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ ngành và 15 tỉnh, thành phố về hoàn thiện dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những điểm mới là dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã nâng mức xử phạt để bảo đảm tính răn đe đối với nhóm hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đã được phân tích, đánh giá qua thực tiễn như không chấp hành quy tắc giao thông, vi phạm quy định điều khiển phương tiện, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước hoặc mang tính chất gây rối trật tự công cộng như đua xe. Về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự thảo nghị định đã bổ sung nội dung quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục trong việc quản lý học sinh sử dụng phương tiện xe máy tham gia giao thông. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan đã thống nhất xây dựng dự thảo nghị định quy định riêng về quỹ giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nghị định phải làm thay đổi nhận thức hành vi của người tham gia giao thông, tôn trọng pháp luật, tính mạng của người khác, chấn chỉnh xử lý nghiêm từ hành vi vi phạm nhỏ nhất. Cần quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong quản lý hạ tầng giao thông, tổ chức hoạt động giao thông, kiểm định phương tiện giao thông, có cơ chế quản lý riêng đối với phương tiện thông minh, máy móc, thiết bị giao thông, công nghệ mới. Liên quan đến công tác quản lý học sinh sử dụng phương tiện xe gắn máy, xe máy tham gia giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu quy định giảng dạy, hướng dẫn học sinh về pháp luật, nhận thức trật tự an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển xe gắn máy, có nội dung chương trình, địa điểm cụ thể, gắn với trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục.
Về việc xử lý các hành vi lạng lách đua xe, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Ngoài việc xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, cần nghiên cứu quy định tịch thu và xử lý phương tiện vi phạm, lập đường dây nóng, triển khai giải pháp ngăn chặn ngay từ khi các đối tượng chưa tập hợp để đua xe. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước ngày họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị tiếp xúc, các tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025 của tỉnh. Dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 22. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu số 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri phường 1 và phường 3, thành phố Vũng Tàu. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị nhà nước cần xử lý hai doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án chỉnh trang trục đường Thụy Vân, Vũng Tàu, giải quyết dứt điểm tình trạng một số hộ dân lấn chiếm mặt nước biển ở bãi trước để nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm môi trường. Hiện, người dân gặp khó khi xin chuyển viện lên tuyến trên nên mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đề nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ. Ngoài ra, cử tri đề xuất tỉnh sớm ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 1728 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà phía Tây đường Hàng Điều, phường 11, do người dân không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì vướng đồ án quy hoạch treo. Tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường Thắng Tam và phường 2, thành phố Vũng Tàu, tổ đại biểu số 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc tạm dừng vận hành tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Cử tri mong muốn nhà nước quan tâm có giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, quan tâm thu hút đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao, tăng cường duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, cống rãnh trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu số 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh một số đường giao thông nông thôn xuống cấp, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa, phản ánh chưa có chế độ chính sách cho những người làm công tác hội người cao tuổi tại các khu phố. Cử tri mong muốn địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Phước Lập, sớm đấu nối đoạn đường từ khu phố Ngọc Hà, Phú Hà tới trường tiểu học Mỹ Xuân 2, tạo thuận lợi cho người dân và các em học sinh đi lại. Ngoài ra, cử tri đề xuất phát triển thêm công viên cây xanh, quảng trường, bệnh viện, tương xứng với mục tiêu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành đô thị loại 3. Tiếp xúc với cử tri phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tổ đại biểu số 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị liên quan đến vấn đề trồng lấn đất sau tách thửa, nhiều tuyến đường bị ngập nước mùa mưa. Các cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân thị xã cùng chính quyền đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường S, đường Trần Hưng Đạo. Tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc với cử tri huyện Châu Đức. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến quy hoạch đất ở xen kẽ đất nông nghiệp gây khó khăn và vướng mắc cho việc tách thửa. Nhà nước cần duy tu sửa chữa đường giao thông và đèn chiếu sáng nông thôn, khen thưởng hàng năm cho những người hiến máu tình nguyện. Tiếp xúc với tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri hai phường Phước Nguyên và Phước Trung, thành phố Bà Rịa bày tỏ phấn khởi khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều chính sách quan tâm đến người có công và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên. Đồng thời kiến nghị ngành chức năng xem xét cho truy lãnh đối với kinh phí hỗ trợ các chức danh ở khu phố, ấp từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024. Một số cử tri đề nghị ngành chức năng xử lý khắc phục tình trạng đậu xe dưới lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông, sớm sửa chữa đèn chiếu sáng tại khu vực vòng xoay Cốp Mát Bà Rịa, chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường khu vực chợ Bà Rịa, khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn. Cử tri cũng kiến nghị cần có giải pháp ngăn chặn tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử, đặc biệt trong đối tượng học sinh. Tiếp xúc với gần 200 cử tri thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới tại Long Hải. Cử tri thị trấn Long Hải đề nghị tỉnh thực hiện lâu dài chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh để tạo điểm tựa an sinh cho người cao tuổi.
tiếp xúc với tổ đại biểu số 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cử tri hai xã Bào Lâm, Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc phản ánh quy định về điều kiện thủ tục tách thửa, cấp đổi số liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây khó khăn cho người dân. Đối với bản giá đất mới, người dân muốn biết thêm thông tin cụ thể, cách tính giá đất áp dụng từng khu vực, đường để khai thuế. Hiện tuyến đường giao thông vành đai sông Ray liên xã Tân Lâm, Bào Lâm, Hòa Hưng đã hư hỏng xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, cử tri đề nghị nhà nước sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Thưa quý vị, là chủ thể của việc chấp hành pháp luật trên biển, nên nhận thức hành vi của người dân có vai trò tiên quyết nhằm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định chống khai thác IUU. Càng đến ngày gần thời điểm đoàn kiểm tra Ủy ban châu Âu sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5, công tác này càng được đẩy mạnh. Với mục tiêu xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế và chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, những buổi tuyên truyền như thế này được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tổ chức và càng đẩy mạnh hơn trong thời gian gần đây. Do thế, nhận thức của ngư dân ngày càng nâng cao. Rất cảm ơn những cái sự như vậy là ban hành xuống như vậy, là những cái hội nghị như thế này đó, ban hành xuống người dân để nắm bắt được cái tình hình pháp luật mới ban hành. Nhiều khi ở trên biển cũng như vậy là không thể là nắm bắt được kịp. Thì thông qua những cái luật mà tuyên truyền về như thế này thì bà con ngư dân tất cả đều hiểu và biết và nắm bắt được để bà con cố gắng và thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền luật biên phòng và các quy định về chống khai thác IUU cho 1.600 lượt ngư dân, cấp phát 2.800 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. Không chỉ tuyên truyền qua các hội nghị, mà tranh thủ những lần kiểm tra giấy tờ khi ghe tàu ra vào cảng, lực lượng biên phòng cũng phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Thì biên phòng có tuyên truyền về những cái mặt giấy tờ, là với tuyên truyền về cái vận động đồ của EU là không lấn chiếm trên biển đồ, mình làm theo cái vùng của nước mình. Thì biên phòng cũng tuyên truyền thường xuyên cho bà con, thường trưởng anh em rồi gạt trên khi cập trạm vậy đó. Nhiều lúc tụi em đi biển á, thì khúc nghe khúc không đó, rồi nhờ cũng có anh lo cập vô đây, anh cũng có chỉ dẫn cho mình, rồi mình biết mình làm như đầy đủ giấy tờ. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng phối hợp với các địa phương lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao, thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh để đưa vào diện quản lý theo dõi đặc biệt. Triển khai thực hiện cái kế hoạch cao điểm, đơn vị cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ biên phòng, trong đó là tập trung cho cái vấn đề là tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nắm các cái hoạt động vi phạm pháp luật, làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ. Trạm kiểm soát biên phòng Lộc An đã phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ số phương tiện không đủ điều kiện xuất bến, nắm chắc vị trí neo đậu, tuyên truyền vận động chủ phương tiện khi nào mà đi khai thác thì phải gia hạn các loại giấy tờ phương tiện theo quy định. Thực hiện cao điểm phòng chống IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của ngư dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt theo quy định nhằm nâng cao tính răn đe, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi khai thác hải sản trên biển. Khi ý thức của ngư dân được nâng cao, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị phát hiện bắt giữ. Chuyển sang những thông tin khác. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm nay, Việt Nam đã thu hút được 27 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ duy trì về số lượng, nguồn vốn FDI còn có chuyển biến rõ nét về chất lượng, khi Việt Nam tiếp tục được khẳng định là điểm đến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn. Trong tháng 10 năm 2024, bên cạnh vốn đăng ký mới, các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được hơn 19,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng ghi nhận là nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử được đầu tư mới và mở rộng vốn. Đặc biệt, Việt Nam đã thu hút được khoảng 50 doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn nổi tiếng trên thế giới.
cơ cấu của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì vẫn tiếp tục có cái sự chuyển dịch theo cái hướng tích cực. Tỷ trọng cái phần vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chế biến chế tạo tiếp tục có sự tăng lên và có rất là nhiều các cái dự án của các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực mà chúng ta đang ưu tiên thu hút đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các nhà đầu tư ngành công nghệ cao. Mục tiêu của Việt Nam là tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu trong tương lai không xa. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ và theo đó thì cũng đã được cho phép là thành lập các cái tổ công tác chuyên biệt để mà hỗ trợ trực tiếp cho các cái tập đoàn lớn, các tập đoàn có tiềm năng để mà hỗ trợ giải quyết ngay những cái vấn đề vướng mắc khó khăn của họ, và trên cơ sở đó thì là có thể trao đổi hỗ trợ họ và khuyến khích họ tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước có ngành công nghiệp phát triển. Nước ta cũng đang xây dựng nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ về chi phí đối với các dự án công nghệ cao, chuyển đổi xanh, xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư mới, đảm bảo có tác động lan tỏa và tác động tích cực cho tăng trưởng bền vững. Với những lợi thế trên, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 20.000 hectare lúa. Tuy diện tích lúa không nhiều, nhưng để nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất thông qua nhiều chủng loại máy móc, thiết bị hiện đại. Đây cũng là giải pháp để từng bước hướng tới một nền nông nghiệp phát triển hiện đại và bền vững. Thiết bị bay không người lái ngày càng phổ biến trên những cánh đồng ruộng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Được tích hợp nhiều tính năng nổi trội như gieo sạ, rải phân bón, phun thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị bay không người lái giúp năng suất lao động tăng từ 15 đến 30 lần, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp truyền thống. Cái máy nông nghiệp này nè, thứ nhất là nó giảm về sức khỏe cho bà con, thứ hai là nó giảm vấn đề thời gian, nhưng mà rất là hiệu quả. Một mẫu ruộng xịt có 10 phút, 12 phút thôi. Thứ hai nữa là nó giảm bớt cái vấn đề mà độc tố của diện để qua quá chất của bảo vệ thực vật cho bà con cô bác ở đây, là người ta cũng thấy kết quả, người ta rất là tiêu chuẩn cái này. Máy bay không người lái sẽ giúp cho người dân thì có hiệu quả và nhanh chóng giảm tình trạng sót thuốc, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, giảm nhân công. Còn đây là máy cấy lúa ngồi lái, được Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh, huyện Long Điền đưa vào áp dụng từ năm 2023. Có máy này, bình quân gieo xạ 1 hecta lúa giảm được từ 50 đến 60% lượng lúa giống. Thêm nữa, do tạo được độ sâu đồng nhất khi cấy, nên cây lúa tăng trưởng mạnh, giúp giảm 30% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, và nhất là giảm ngã đổ khi thu hoạch, sẽ giảm được tổn thất. Năng suất lúa vì thế cũng tăng 20% so với gieo sạ truyền thống. Hiện nay có được một cái máy cấy này thì nó sẽ diệt được lúa ma. Hai nữa, khi mùa mưa mà nông dân thường theo sạ theo truyền thống thì dễ mất giống lắm. Khi trời mưa tới thì coi như là hư hết. Đó thì bắt buộc nông dân phải làm lại từ đầu. Đó, còn nếu cấy này thì chúng ta chỉ cấy một lần thôi là sẽ đạt được. Toàn tỉnh hiện có 35 loại máy móc được nông dân ứng dụng như bơm nước tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật, làm đất, vận chuyển, thu hoạch. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 90% trong khâu làm đất, 80% trong khâu gieo trồng, tưới tiết kiệm, 50% trong khâu thu hoạch, 30% trong khâu sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Hơn 70% lượng rơm rạ được xử lý bằng máy cuộn rơm, sản lượng lúa qua sấy chiếm 90%. Nhờ được cơ giới hóa vào sản xuất, sản lượng lúa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn ổn định khoảng 140.000 tấn một năm. Thưa quý vị, sản phẩm ô cốp có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng, nhưng vẫn còn hạn chế so với tiềm năng. Những quy định nghiêm ngặt trong xuất khẩu đi liền với việc chưa chú trọng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn đang là những nút thắt đối với những hợp tác xã đang có định hướng xuất khẩu sản phẩm ô cốp. Để đưa các sản phẩm ô cốp tiến xa hơn ra thế giới, theo các chuyên gia, các chủ thể ô cốp cần có tư duy và cách làm mới. Dù đã được công nhận sản phẩm ô cốp 5 sao, nhưng đơn vị này chỉ mới tiếp cận được các kênh phân phối trong nước, còn với thị trường xuất khẩu thì gần như chưa thấy cơ hội nào. Sản phẩm của chúng tôi đã đạt ô cốp nhưng chúng tôi chưa xuất khẩu được.
vì tùy theo cái tiêu chí của từng nước để áp dụng về sản phẩm. Nên là chúng tôi cũng đang mong muốn là các bộ ban ngành có thể hướng dẫn cho chúng tôi làm sao để đạt được những tiêu chí đấy. Còn với những chủ thể đã xuất khẩu được sản phẩm OCOP cũng rất vất vả. Không phải cứ sản phẩm được chứng nhận OCOP thì sẽ dễ dàng tiêu thụ hay xuất khẩu. Mọi thứ đều khác so với suy nghĩ trước đó vì các tiêu chí khắt khe khác, nhất là các quy định của thị trường mà họ muốn hướng đến. Đó là vấn đề về pháp lý, về giấy tờ và cũng như là về cái mã, về xuất khẩu, về cái truy xuất nguồn gốc, tất cả mọi thứ nó rất là rườm rà. Nhưng đôi khi bản thân của tôi rất là gọi là bị nạn chí một xíu, nhưng mà dần dần thì nhiều cơ quan của tỉnh cũng đã hỗ trợ rất là nhiều thứ, cần làm như thế nào, thay đổi như thế nào. Sản lượng sản phẩm OCOP hiện không nhiều, vì thế xuất khẩu phải tính đến bài toán nâng cao giá trị của sản phẩm đó. Bởi bán sản phẩm OCOP không phải thuần túy là bán giá cả, mà là bán giá trị. Chỉ khi nào tư duy rõ ràng mới có thể thu hút người tiêu dùng quốc tế. Phải đặt cái mong muốn của khách hàng lên trên để chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Tức là không làm những gì mình có, mà phải làm những cái gì mà người tiêu dùng, người ta đang mong muốn yêu cầu. Thì như vậy, sản phẩm của chúng ta tôi tin là hoàn toàn có đủ tiềm năng để chúng ta xuất khẩu, kể cả ra thị trường ngoài địa phương trong nước hay là đến với các thị trường ở quốc tế. Hầu hết các sản phẩm OCOP đều có quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Các chủ thể sản xuất chưa có đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, khâu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường xuất khẩu cần sự hỗ trợ. Chúng tôi đã có những chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp OCOP để có thể là nắm vững những cái kỹ năng về xúc tiến thương mại, xuất khẩu thông qua các sàn, các nền tảng thương mại điện tử. Thứ hai là chúng tôi cũng tập trung vào việc là phổ biến thông tin, phối hợp với các cơ quan thương vụ Việt Nam từ nước ngoài để hàng tháng có những cái định kỳ phổ biến và cung cấp các thông tin liên quan đến thị trường tiêu thụ. OCOP là đặc sản của địa phương nên muốn thu hút khách quốc tế, sản phẩm OCOP phải tinh túy hơn khi đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, để các chủ thể OCOP có thể gia tăng khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu, phải nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm ngặt tuân thủ các quy định về sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất xanh. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, sắc đỏ, biểu tượng của đảng Cộng Hòa, đã thống trị trên bản đồ bầu cử Mỹ khi ứng cử viên Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng thuyết phục trước Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân Chủ tại hầu hết các bang chiến địa. Trong ngày bầu cử, ông Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại nhiều bang chiến địa có ý nghĩa quyết định gồm Georgia, North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania để nâng tổng số phiếu đại cử tri hiện có lên 277 phiếu, vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Liên quan tình hình Trung Đông, hôm qua, quân đội Israel đã phát lệnh sơ tán mới tại khu vực thị trấn Beit Lahia ở phía bắc Gaza, yêu cầu người dân tại đây di chuyển về phía nam và tìm nơi trú ẩn mới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp diễn tại đây. Theo quân đội Israel, mục đích của lệnh sơ tán này là nhằm bảo đảm dân thường Palestine tránh được nguy hiểm khi giao tranh tiếp diễn tại khu vực Jabalia gần đó. Tuy nhiên, phía Palestine cáo buộc lệnh sơ tán lần này là nhằm tạo ra các vùng đệm ở Gaza. Hôm qua, hãng thông tấn chính thức của Palestine cho biết quân đội Israel đã không kích thị trấn Beit Lahia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Ít nhất 5 người khác cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tại Jabalia. Trong khi đó, nhiều người dân Israel hôm qua đã phong tỏa một tuyến cao tốc ở Tel Aviv trong một phản ứng trước vụ nghi rò rỉ tài liệu mật về dải Gaza liên quan đến một trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các cuộc biểu tình đã diễn ra sau khi một tòa án Israel hôm 3 tháng 11 đã phát lệnh bắt giữ ông Eliezer Feldstein, cựu trợ lý và người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu, cùng 3 người khác. Trong đó có các quan chức an ninh với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu mật.
Phán quyết khẳng định, việc tài liệu tình báo mật và nhạy cảm của quân đội Israel bị tiết lộ trái phép có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tạo ra rủi ro với nguồn tin. Vụ rò rỉ này cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực giải cứu con tin đang bị giam giữ ở dải Gaza. Cho đến nay, Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái của thuộc cấp, khẳng định cựu trợ lý chưa từng tham gia các cuộc họp an ninh hoặc tham khảo tài liệu mật. Cũng trong ngày hôm qua, Văn phòng Công tố Liên bang Đức thông báo cảnh sát nước này đã bắt 8 thành viên bị tình nghi thuộc một nhóm vũ trang cực đoan cánh hữu ở bang Saxony và Ba Lan. Thông báo cho hay, Đức đã điều động hơn 450 nhân viên dịch vụ khẩn cấp tham gia chiến dịch. Các đối tượng bị bắt đều trong độ tuổi từ 21 đến 25, bị cáo buộc đã thành lập một nhóm khủng bố cánh hữu có tên gọi Những Người Ly Khai Sassen. Các vụ bắt giữ diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Saxony và ở Ba Lan. Đây là một nhóm phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và có tư tưởng cực đoan, với tổng cộng có khoảng 15 đến 20 thành viên. Ngoài 8 nam đối tượng đã bị bắt, hiện 7 nghi phạm khác còn đang lẫn trốn. Theo kế hoạch, các đối tượng bị bắt sẽ bị đưa ra tòa án tư pháp liên bang xét xử trong các ngày 5 và 6 tháng 11. Trong những ngày qua, vùng thủ đô New Delhi của Ấn Độ và các khu vực xung quanh đang ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đang kêu gọi chính phủ cho phép sử dụng mưa nhân tạo để xử lý tình trạng này. Cơ quan môi trường của vùng thủ đô Delhi đã kêu gọi Bộ trưởng Môi trường Liên bang đồng ý để chính quyền Delhi làm mưa nhân tạo. Phương pháp làm mưa nhân tạo từng được đưa ra để hạn chế ô nhiễm vào năm ngoái, song kế hoạch đã không được thực hiện do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiện mức độ ô nhiễm AQI ở Delhi và miền Bắc Ấn Độ đã lên tới ranh giới 400. Khoảng 1/3 trong số 39 trạm giám sát của Delhi cho thấy AQI ở mức cao hơn 400 vào ngày 5 tháng 11, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.